Chào mừng các em đến với nội dung ôn tập học kỳ 1 môn vật lý 12. Trong học kỳ 1 thì các em tập trung 3 nội dung chính sau đây. Thứ nhất là phần dao động điều hòa, thứ hai là sóng cơ, thứ ba là điện xoay chiều. Trong phần dao động điều hòa thì các em lưu ý gồm các nội dung chính sau. Nội dung về dao động điều hòa: con lắc lò xo, con lắc đơn, các loại dao động và tổng hợp dao động. Trong chương 2 sóng cơ học thì các em lưu ý về sóng cơ và sự truyền sóng cơ, giao thoa sóng, sóng dừng, đặc trưng sinh lý và vật lý của âm. Trong chương 3 dòng điện xoay chiều thì các em lưu ý về đại cương và dòng điện xoay chiều, các loại động mạch xoay chiều, mạch RLC mắc nối tiếp, công suất, hệ số công suất và các loại máy điện. Chương 1 dao động điều hòa. Phần đầu tiên là phương trình dao động điều hòa. Thì các em đã biết thì một chiếc thuyền thì nó thể nhấp nhô tại chỗ neo, dây đàn guitar thì rung động, thì màn trống cũng rung động. Thì đó là những ví dụ về vật dao động mà ta thường gặp trong đời sống hàng ngày. Quan sát chuyển động của các vật thì ta thấy các vật ấy đều chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng. Thường vị trí của vật đứng yên thì người ta sẽ gọi là vị trí cân bằng. Chuyển động như vậy người ta gọi là chuyển động cơ. Thì các em biết là trong dao động cơ của một vật á, thì nó có thể là tuần hoàn hoặc là không tuần hoàn. Nếu sau những khoảng thời gian bằng nhau mà vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ thì dao động của vật đó thì mình gọi là dao động tuần hoàn. Con lắc đồng hồ thì nó cũng dao động tuần hoàn, trong khi trước thuyền thì dao động không tuần hoàn. Dao động tuần hoàn thì có các mức độ phức tạp khác nhau tùy theo vật hay là hệ vật dao động. Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là dao động điều hòa. Trong cái phần dao động điều hòa thì các em nắm cho thầy 3 phương trình dao động điều hòa như sau. Thứ nhất là phương trình dao động điều hòa của ly độ x bằng a cos omega t cộng phi. Phương trình dao động của vận tốc v là đạo hàm của ly độ sẽ bằng trừ omega a sin omega t cộng phi. Gia tốc a bằng đạo hàm của vận tốc sẽ bằng trừ omega bình a nhân cos omega t cộng phi. Người ta thường viết là bằng trừ omega bình nhân với x. Các em lưu ý trong phương trình dao động điều hòa x bằng a cos omega t cộng phi, trong đó a, omega, phi là các hằng số. Vậy hàm sin hay cosin là một hàm điều hòa nên dao động được gọi là dao động điều hòa. Vậy dao động điều hòa là dao động trong đó ly độ của vật là một hàm cosin hay sin của thời gian. Phương trình x bằng a cos omega t cộng phi được gọi là phương trình dao động điều hòa, trong đó a là biên độ của dao động, omega t cộng phi là pha của dao động tại thời điểm t có đơn vị là radian, phi là pha ban đầu của dao động có đơn vị là radian. Giống như chuyển động tròn đều vậy đó các em, dao động điều hòa thì cũng có tính chất tuần hoàn. Cứ sau một khoảng thời gian gọi là chu kỳ thì chất điểm chuyển động được một vòng tròn thì nó sẽ thực hiện được một dao động toàn phần và vật sẽ trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. Như vậy thì chúng ta có mối quan hệ giữa tần số gốc, chu kỳ và tần số của dao động. Omega bằng 2pi trên t bằng 2πf, trong đó f là bằng 1 trên t. Như vậy chu kỳ t của dao động là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần có đơn vị là giây. Tần số ký hiệu là f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần được thực hiện trong một giây. Đơn vị của tần số là 1 trên giây, người ta gọi là hertz, ký hiệu là hz. Như vậy từ chu kỳ và tần số thì chúng ta dễ dàng có mối quan hệ giữa chu kỳ và tần số được biểu diễn qua một đại lượng trung gian, đó là tần số gốc omega. Như vậy thì omega sẽ bằng 2 pi trên t và bằng 2πf. Đơn vị của tần số gốc là radian trên giây. Dựa vào ba phương trình dao động điều hòa theo hàm sin và cosin, chúng ta dễ dàng có mối quan hệ giữa các giá trị tức thời như sau. Vận tốc thì sớm pha hơn ly độ một góc pi trên 2. Gia tốc thì sớm pha hơn vận tốc một góc pi trên 2. Gia tốc ngược pha với ly độ. Từ đó chúng ta kẻ bảng
vị trí của các vạch như sau. Chúng ta xét biên âm, vị trí cân bằng và biên dương. Như vậy thì ly độ ở biên âm có giá trị là x bằng trừ a. Ở vị trí cân bằng, ly độ có giá trị bằng 0. Và ở vị trí biên dương, ly độ có giá trị là cộng a. Về vận tốc, ở biên âm, độ lớn của vận tốc sẽ bằng 0 ở biên âm và biên dương. Như vậy, chúng ta dễ dàng nói được vận tốc có độ lớn bằng 0 ở vị trí biên của dao động. Khi vạch ở vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại và bằng omega nhân a. Gia tốc sẽ bằng 0 tại vị trí cân bằng và có độ lớn cực đại ở vị trí biên bao gồm biên âm và biên dương, và độ lớn của gia tốc cực đại sẽ là omega bình a. Tiếp theo, chúng ta đi ôn lại phần con lắc lò xo và con lắc đơn. Phần đầu tiên mà thầy muốn nhắc lại đó là chu kỳ, tần số và tần số gốc. Về con lắc lò xo và con lắc đơn có cấu tạo như thế nào thì dễ dàng các em nhận thấy được. Con lắc lò xo cấu tạo gồm một vật nhỏ có khối lượng m, có đơn vị là kg, gắn vào lò xo có độ cứng k, có đơn vị là newton trên mét. Còn con lắc đơn cấu tạo gồm một sợi dây không giãn có chiều dài l, đơn vị là mét, treo vào vật nhỏ m có đơn vị là kg, tại nơi có gia tốc trong trường g có đơn vị là mét trên dây bình phương. Về tần số gốc của con lắc lò xo và con lắc đơn được tính như sau. Omega thì bằng căn của k chia m. Đối với con lắc lò xo và của con lắc đơn, omega sẽ bằng g trên l. Đơn vị của tần số gốc là radian trên dây. Tần số thì dễ dàng chúng ta sẽ tính được f thì bằng omega trên 2pi. Chúng ta lần lượt thay omega vào thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được tần số của con lắc lò xo và con lắc đơn như sau. Của con lắc lò xo tần số f bằng 1 trên 2pi căn của k chia m. Tần số của con lắc đơn omega sẽ bằng 1 trên 2pi căn của g trên l. Đơn vị của tần số là hz. Từ công thức tính tần số gốc omega bằng căn của căn bậc 2 của k chia m và omega bằng căn của g trên l, ta bình phương hay vế lên thì dễ dàng chúng ta sẽ tính được độ k của con lắc lò xo và con lắc đơn như sau. K sẽ bằng m omega bình phương, đơn vị là newton trên mét. K của con lắc đơn sẽ bằng mg trên l, đơn vị là newton trên mét. Chu kỳ của con lắc lò xo thì được tính bởi t bằng 2pi trên omega. Với omega thì bằng căn của k chia m, thì từ đây thì chúng ta dễ dàng tính được chu kỳ của con lắc lò xo là t bằng 2pi căn của m trên k. Tương tự như vậy thì chu kỳ của con lắc đơn t sẽ bằng 2pi căn của l trên g. Này, đơn vị của chu kỳ sẽ được tính bằng dây. Thì dựa vào công thức của chu kỳ thì chúng ta dễ dàng so sánh được và nhận thấy được chu kỳ thì nó phụ thuộc vào khối lượng m và độ cứng k đối với con lắc lò xo. Chu kỳ thì nó sẽ không phụ thuộc vào biên độ dao động a và sự kích thích ban đầu. Chu kỳ thì nó sẽ tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của khối lượng m đối với con lắc lò xo. Thì khảo sát con lắc đơn thì ta thấy là chu kỳ nó phụ thuộc vào chiều dài sợi dây treo và gia tốc trọng trường g. Rồi nhìn vào công thức thì ta thấy chu kỳ nó không phụ thuộc vào khối lượng m của viên bi và biên độ dao động của con lắc đơn. Chu kỳ thì nó sẽ tỷ lệ thuận với căn bậc 2 của chiều dài. Vậy thì dựa vào hai công thức chu kỳ, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy được chu kỳ phụ thuộc vào đại lượng nào và không phụ thuộc vào đại lượng nào, và chu kỳ sẽ tỷ lệ thuận với đại lượng nào và tỷ lệ nghịch với đại lượng nào. Phần 3, năng lượng trong dao động điều hòa. Chúng ta quan sát hình vẽ thì chúng ta thấy là trong quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa đó, thì chúng ta thấy là khi mà vật chuyển động về vị trí cân bằng đó, từ biên về vị trí cân bằng đó, thì ta thấy là từ biên A mà trở về vị trí cân bằng 0 thì ta thấy là ly độ càng ngày càng giảm, vận tốc càng ngày càng tăng, bởi vì khi vật trở lại vị trí cân bằng thì tốc độ của vật đạt giá trị cực đại. Còn ở vị trí biên đó thì tốc độ của vật bằng 0. Như vậy thì khi vật đi từ biên về vị trí cân bằng đó, thì tốc độ nó sẽ đi từ cái giá trị 0 lên giá trị cực đại, do đó vận tốc của vật tăng. Mà khi vận tốc vật tăng đó, thì nó sẽ kéo theo là động năng tăng. Mà khi động năng tăng đó, thì thế năng nó sẽ giảm. Tương tự như vậy thì khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng mà ra cái vị trí biên đó, thì mình nhận thấy là ly độ càng ngày càng tăng. Mà khi mà ly độ tăng đó, thì ta thấy là vận tốc nó sẽ giảm. Mà vận tốc giảm thì kéo theo là động năng giảm.
mà động năng giảm thì thế năng nó sẽ tăng. Giống như kiến thức lớp 10 mấy em học đó, thì chúng ta dễ dàng tính được thế năng của con lắc lò xo trong dao động điều hòa ở Liouville như sau. Thế năng thì được ký hiệu bởi Vkt bằng 1/2 Kx bình phương, còn động năng thì Vkd bằng 1/2 Mv bình phương. Thì cơ năng thì sẽ bằng động năng cộng thế năng, thì bằng 1/2 Kx bình cộng 1/2 Mv bình. Thế năng cộng động năng thì ra cơ năng. Ngoài ra thì cơ năng nó sẽ bằng thế năng cực đại ở vị trí biên. Vậy thì khi vật ở vị trí biên thì li độ của vật đạt giá trị lớn nhất, khi đó thế năng đạt giá trị cực đại sẽ bằng 1/2 K bình, thì nó cũng chính là bằng cơ năng. Khi vật ở vị trí cân bằng thì vận tốc có độ lớn cực đại, khi đó thì động năng cũng đạt giá trị cực đại, thì nó sẽ bằng luôn cơ năng. Như vậy thì khi vật ở vị trí biên thì thế năng cực đại, khi vật ở vị trí cân bằng thì động năng cực đại. Giá trị cực đại của động năng và thế năng chính là cơ năng của vật. Như vậy thì cơ năng thì nó sẽ bằng động năng cực đại và bằng thế năng cực đại, sẽ bằng 1/2 K bình phương. K là độ cứng của con lắc lò xo, như vậy thì K sẽ bằng là M omega bình. Từ đó chúng ta thay vào, chúng ta sẽ có công thức cơ năng sẽ bằng 1/2 M omega bình nhân với A bình phương. Vì như vậy thì dựa vào công thức cơ năng này thì chúng ta nhận xét là cơ năng của con lắc sẽ được bảo toàn nếu mà chúng ta bỏ qua mọi ma sát. Cơ năng của con lắc thì nó sẽ tỷ lệ với bình phương của biên độ dao động, và cơ năng thì nó sẽ bằng với động năng cực đại ở vị trí cân bằng và bằng với thế năng cực đại ở vị trí biên. Phần tiếp theo của nội dung ôn tập ngày hôm nay đó là các loại dao động. Thì các em đã biết là tại sao ô tô, xe máy lại cần có thiết bị giảm sóc. Tại sao một đoàn quân đi điều bước qua cầu thì có thể làm sập cầu. Tại sao giọng hát cao và khỏe của nam ca sĩ người Ý Enrico Caruso lại có thể làm vỡ chiếc cốc thủy tinh để gần. Trong các nội dung trước thì ta đã giả thiết là không có lực ma sát tác dụng vào con lắc. Con lắc dao động với biên độ và tần số riêng, ký hiệu là F0, không đổi. Gọi là tần số riêng vì nó chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ dao động. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục khảo sát các loại dao động khi mà có lực cản, lực ma sát tác dụng vào. Chúng ta có 3 cái dao động, đó là dao động tắc dần, dao động duy trì và dao động cưỡng bức. Thì trong mỗi dao động chúng ta đi tìm hiểu các nội dung sau. Thứ nhất là khái niệm, thứ hai là đặc điểm, thứ ba là ví dụ và thứ tư là ứng dụng. Đầu tiên là chúng ta đi tìm hiểu về dao động tắc dần. Thì trong thực tế, khi kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả cho nó dao động đó, thì ta thấy là biên độ dao động giảm dần. Thì dao động như vậy thì gọi là dao động tắc dần. Như vậy thì tại sao dao động lại tắc dần? Bởi vì khi con lắc dao động thì nó chịu lực cản của không khí, thì là lực cản này dao động, nó chịu tác dụng của một loại lực ma sát làm tiêu hao cơ năng của con lắc, và nó chuyển hóa cơ năng dần thành nhiệt năng. Vì thế biên độ dao động của con lắc giảm dần và cuối cùng là con lắc dừng lại. Như vậy thì ứng dụng của dao động tắc dần thì các em biết là các thiết bị đóng cửa tự động hay giảm sóc trên ô tô là những ứng dụng của dao động tắc dần. Khi một người đẩy loại cửa tự khép để đi vào đó, thì cánh cửa dao động là như một con lắc, nhờ có thiết bị sinh ra lực làm cho dao động tắc dần mà cánh cửa tự khép lại. Và khi ô tô đi qua chỗ mấp mô đó, nó lẩy lên rồi dao động giống như một con lắc lò xo làm hành khách khó chịu, nhờ có thiết bị giảm sóc mà dao động của không xe mau tắt đi. Về dao động duy trì thì chúng ta thấy là muốn giữ cho biên độ dao động của con lắc không đổi mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng của nó đó, thì người ta dùng một thiết bị nhằm cung cấp cho nó sau mỗi chu kỳ thì một phần năng lượng đúng bằng năng lượng tiêu hao do ma sát mất đi. Dao động của con lắc được duy trì theo cách như vậy thì mình gọi nó là dao động duy trì. Như vậy thì dao động duy trì là dao động có biên độ được giữ không đổi, không làm thay đổi tần số riêng của hệ, cung cấp cho nó sau mỗi chu kỳ một phần năng lượng đúng phần năng lượng bị mất đi do ma sát. Đặc điểm của dao động duy trì thì dĩ nhiên là biên độ của nó không đổi, bởi vì có nghĩa là sau mỗi chu kỳ chúng ta cung cấp năng lượng cho nó, như vậy thì nó vẫn dao động hoài, do đó biên độ nó không đổi. Và nó dao động đúng bằng tần số của bản thân nó, có nghĩa là tần số riêng của hệ. Và trong dao động này nó có lực cản, bởi vì có lực cản cho nên năng lượng của nó bị mất đi. Muốn năng lượng không mất đi, chúng ta cung cấp cho nó một phần năng lượng đúng bằng phần năng lượng bị mất đi, thì đó được gọi là dao động duy trì.
Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. Với loại đồng hồ dùng dây cót đó, khi lên dây cót ta đã tích lũy vào dây cót một thế năng nhất định. Dây cót cung cấp năng lượng cho con lắc thông qua một cơ cấu trung gian. Cơ cấu này cho phép chính con lắc điều khiển sự cung cấp năng lượng theo chu kỳ riêng của nó. Ngày nay thì thường dùng loại đồng hồ điện tử. Loại đồng hồ này được cung cấp năng lượng bằng pin. Thì ví dụ về cái dao động duy trì đó, chúng ta thấy là những người chơi đu quay đó biết duy trì dao động của chiếc đu bằng cách truyền năng lượng cho chiếc đu. Dao động cuối cùng đó là dao động cứng bức. Vậy thì thế nào là dao động cứng bức? Thì là cách đơn giản nhất làm cho một hệ dao động không bị tắt dần đi là chúng ta tác dụng vào nó một ngoại lực cực bức tuần hoàn. Lực này cung cấp năng lượng cho hệ để bù lại phần năng lượng mất mát do ma sát. Khi ấy dao động của hệ được gọi là dao động cứng bức. Như vậy thì ngoại lực tuần hoàn ở đây được có công thức là Fn sẽ bằng F0 cos omega t cộng phi. Như vậy thì dao động cứng bức thì chịu tác dụng của ngoại lực cứng bức tuần hoàn với tần số F để giữ cho dao động không bị tắt, và ngoại lực ấy có phương trình là Fn sẽ bằng F0 cos omega t cộng phi. Với F0 đó là biên độ của dao động cứng bức. Ví dụ là khi đến mỗi bến đó, xe buýt chỉ tạm dừng nên không tắt máy. Hành khách trên xe nhận thấy là thân xe nó dao động. Đó là dao động cứng bức dưới tác dụng của lực cứng bức tuần hoàn gây ra bởi chuyển động của piston trong xi lanh của máy nổ. Thì đặc điểm của dao động cứng bức đó, thì biên độ nó không đổi. Bởi vì chúng ta cung cấp cho nó năng lượng. Thứ hai nữa là biên độ nó sẽ phụ thuộc vào biên độ của lực cứng bức, và nó sẽ phụ thuộc vào cái độ trên tần số của lực cứng bức và tần số riêng của hệ. Như vậy thì đặc điểm của phần này thì các em lưu ý là khác với dao động tắc dần đó, dao động cứng bức có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất là dao động cứng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng với tần số của lực cứng bức. Biên độ của dao động cứng bức không chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cứng bức mà còn phụ thuộc vào cả độ chênh lệch giữa tần số của lực cứng bức và tần số riêng của hệ dao động. Khi tần số của lực cứng bức càng gần tần số riêng thì biên độ của dao động cứng bức càng lớn. Như vậy thì trong cái dao động cứng bức này chúng ta lưu ý về cái độ chênh lệch giữa tần số của lực cứng bức và tần số riêng của hệ. Khi cái độ chênh lệch này mà nó tiến tới không thì chúng ta sẽ ra một hiện tượng, đó là hiện tượng cộng hưởng. Như vậy thì hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng mà biên độ của dao động cứng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số F của lực cứng bức tiến đến bằng tần số riêng F0 của hệ, thì gọi là hiện tượng cộng hưởng. Như vậy thì khi mà F cứng bức trừ F0 mà nó bằng nhau, hai cái bằng nhau nó trừ nhau bằng 0, thì khi đó F cứng bức sẽ bằng F0, thì người ta nói nó sẽ ra điều kiện cộng hưởng. Để giải thích cho việc này thì chúng ta giải thích như sau. Khi tần số của lực cứng bức bằng tần số riêng của hệ dao động thì hệ được cung cấp năng lượng một cách nhịp nhàng đúng lúc. Do đó biên độ dao động của hệ tăng dần lên. Biên độ dao động đạt tới giá trị không đổi và cực đại khi tốc độ tiêu hao năng lượng do ma sát bằng tốc độ cung cấp năng lượng cho hệ. Như vậy thì từ đây chúng ta có điều kiện cộng hưởng như sau. Thì omega sẽ bằng omega 0, t bằng t0 và f bằng f0. Với omega 0, t0, f0 chính là tần số gốc, chu kỳ và tần số riêng của hệ. Còn omega, chu kỳ và f được ký hiệu là tần số gốc, chu kỳ và tần số của lực cứng bức. Những hệ dao động như tòa nhà, cầu, bệ máy, khung xe đều có tần số riêng. Chúng ta phải thật cẩn thận để cho các hệ ấy không chịu tác dụng của lực cứng bức mạnh có tần số bằng tần số riêng. Nếu không nó làm cho các hệ ấy dao động mạnh dẫn đến đổ hoặc gãy. Câu chuyện về một giọng hát opera cao khỏe có làm vỡ cái cách uống rượu làm ta nghĩ ngay đến, đó là hiện tượng cộng hưởng. Hiện tượng cộng hưởng không chỉ có lợi mà còn có hại. Ví dụ như hợp đàn của các đàn guitar, violon là những hợp cộng hưởng được cấu tạo sao cho không khí trong hợp có thể dao động cộng hưởng với nhiều tần số khác nhau. Đây là cộng hưởng có lợi, làm cho tai chúng ta cảm nhận được âm thanh nghe im, dễ chịu. Còn cái hiện tượng cộng hưởng mà làm sập nhà, sập cầu thì đó là hiện tượng cộng hưởng có hại. Nội dung tiếp theo đó là tổng hợp hai dao động điều hòa. Thì ở đây chúng ta có một bài toán như sau. Giả sử chúng ta phải đi tìm một cái ly độ của dao động tổng hợp của hai cái dao động thành phần, mà hai dao động thành phần này thì nó sẽ có đặc điểm là cùng phương cùng tần số. X1 thì bằng A1 cos omega t cộng phi 1 và X2 thì bằng A2 cos omega t cộng phi 2. Như vậy thì ta tìm ly độ tổng hợp X thì bằng X1 cộng X2 như thế nào?
Để giải được bài toán này thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp giản đồ Riemann. Dựa vào cái giản đồ Riemann này thì chúng ta dễ dàng tính được là dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số sẽ là một dao động điều hòa cùng phương cùng tần số với hai dao động đó. Thì từ cái phương pháp giản đồ Riemann thì chúng ta có được công thức biên độ tổng hợp A bình phương sẽ bằng A1 bình phương cộng A2 bình phương cộng 2 lần A1 A2 nhân cos của phi 2 trừ phi 1. Công thức tính pha ban đầu tăng phi thì bằng A1 sin phi 1 cộng A2 sin phi 2 chia A1 cos phi 1 cộng A2 cos phi 2. Độ lệch pha delta phi sẽ bằng là trị tuyệt đối của phi 2 trừ phi 1 và độ lệch pha giữa dao động thứ 2 và dao động thứ nhất. Trong cái độ lệch pha này chúng ta lưu ý đến ảnh hưởng của độ lệch pha. Trong công thức trên thì ta thấy là biên độ của dao động tổng hợp phụ thuộc vào các biên độ là A1, A2 và độ lệch pha phi 2 trừ phi 1 của các dao động thành phần. Ở đây thì thầy gọi delta phi là bằng phi 2 trừ phi 1 nếu như mà các dao động thành phần cùng pha đó, tức là cái độ lệch pha của nó sẽ bằng 2 lần KB, có nghĩa là số chẵn bi đó. Thì hai dao động thành phần là cùng pha, khi đó thì biên độ của mình sẽ đạt giá trị lớn nhất là bằng A1 cộng A2. Khi độ lệch pha giữa hai dao động thành phần mà nó ngược pha nhau đó thì nó sẽ bằng là 2k cộng 1 tất cả nhân bi. Điều đó có nghĩa là độ lệch pha của hai dao động thành phần là một số lẻ bi, thì dao động tổng hợp của mình sẽ có giá trị nhỏ nhất là sẽ bằng trị tương đối của A1 trừ A2. Ở nội dung trước thì chúng ta đã biết là biên độ mang giá trị dương, cho nên để trị tuyệt đối để đảm bảo rằng biên độ tổng hợp của mình luôn luôn dương. Nếu độ lệch pha của hai dao động thành phần là một số lẻ của pi trên 2, có nghĩa là 2k cộng 1 pi trên 2, khi đó thì hai dao động thành phần sẽ dương pha nhau. Khi hai dao động thành phần dương pha với nhau thì chúng ta dễ dàng tính được cái biên độ tổng hợp theo định lý Pythagore, có nghĩa là A bình phương sẽ bằng A1 bình phương cộng A2 bình phương. Từ đó rút căn hai vế thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được A sẽ bằng căn của A1 bình phương cộng A2 bình phương. Như vậy thì từ ba cái trường hợp trên thì chúng ta dễ dàng đúc kết được một cái trường hợp tổng quát, đó là biên độ của mình nó sẽ chạy từ A min đến A max, mà A min thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của A1 trừ A2, còn A max thì sẽ bằng A1 cộng A2. Như vậy thì biên độ dao động tổng hợp của mình sẽ lớn hơn hoặc bằng là trị tuyệt đối của A1 trừ A2 và bé hơn hoặc bằng là A1 cộng A2. Tương ứng với là A của mình sẽ lớn hơn hoặc bằng A min và bé hơn hoặc bằng là A max. Chương 2, sóng cơ. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sóng cơ và sự chuyển sóng cơ. Thì chúng ta biết là đi tắm biển á, chẳng ai là không thích thú trước các cơn sóng bạc đầu từ ngoài khơi chạy xô vào bờ. Nhưng mấy ai đã biết được sóng được hình thành như thế nào và có những đặc điểm gì? Sóng cơ thì chúng ta dễ dàng định nghĩa được sóng cơ là một quá trình dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Thì ta thấy các gợn sóng phát đi từ nguồn đều là những đường tròn đồng tâm. Vì vậy sóng nước truyền theo các phương khác nhau trên mặt nước với cùng một cái tốc độ V. Thì ở đây chúng ta phân loại sóng thì căn cứ vào phương dao động và phương truyền sóng thì chúng ta phân làm hai loại, đó là sóng ngang và sóng dọc. Sóng dọc thì trong đó là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng thì mình gọi nó là sóng dọc. Sóng dọc thì truyền được trong môi trường chắc khí lỏng rắn. Như vậy thì môi trường rắn lỏng khí thì người ta gọi nó là môi trường vật chất đàn hồi. Ví dụ như sóng truyền được trong không khí hay sóng truyền trong chất lỏng. Còn sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng thì gọi là sóng ngang. Vậy thì sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng, ví dụ như là sóng truyền trên mặt nước. Các đặc trưng của một sóng hình sin thì nó cũng hoàn toàn tương tự như các đặc trưng của một vật dao động điều hòa, thì nó cũng bao gồm là biên độ, chu kỳ, rồi tốc độ, tần số, năng lượng và một đại lượng nữa là bước sóng. Như vậy thì biên độ của sóng chính là biên độ A của sóng, là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Còn chu kỳ hoặc tần số của sóng thì chu kỳ T của sóng là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Đại lượng F bằng 1 trên T thì người ta gọi nó là tần số của sóng. Trong khi đó bước sóng thì nó chính là cái lambda, người ta ký hiệu là lambda, là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ. Thì bước sóng
lambda sẽ bằng v nhân t sẽ bằng v trên f. Thì ở đây dễ dàng mình sẽ hình dung được bước sóng là quãng đường, thì quãng đường thì sẽ bằng vận tốc nhân với thời gian. Mà người ta định nghĩa bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ. Do đó cái thời gian mà chúng ta đi được trong một chu kỳ thì nó chính là chu kỳ của sóng. Như vậy thì bước sóng sẽ bằng v nhân với chu kỳ, mà chu kỳ thì bằng 1 trên f. Do đó chúng ta sẽ dễ dàng thay vào tính được lambda sẽ bằng v trên f. Ngoài ra thì bước sóng còn định nghĩa nữa được nữa là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương dao động cùng pha. Ngoài ra thì một đại lượng đặc trưng của sóng nữa đó chính là tốc độ của sóng. Thì ở đây chúng ta lưu ý là tốc độ truyền sóng, v là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường. Vậy thì tốc độ truyền sóng là tốc độ truyền dao động chứ không phải là truyền dao động của một phần tử của môi trường nơi có sóng truyền qua. Thì chúng ta lưu ý phần này. Một đại lượng cuối cùng đó là năng lượng sóng. Như vậy thì năng lượng sóng là năng lượng mà nó có được do năng lượng dao động của các phần tử của môi trường nơi có sóng truyền qua. Như vậy thì chúng ta hay nói là quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. Phương trình truyền sóng thì chúng ta sẽ xét một sóng hình sin đang lan truyền trong một môi trường theo trục OX. Sóng này phát ra từ một nguồn đặt tại điểm O, chọn góc tọa độ tại O và chọn góc thời gian sao cho phương trình dao động tại O là UO sẽ bằng là A cos omega t, với pha ban đầu của sóng này bằng 0. Trong đó thì mình thấy là UO là ly độ tại điểm O vào thời điểm t, còn t là thời gian dao động của nguồn. Thì chúng ta nhận thấy là sau một khoảng thời gian delta t ấy, thì dao động sẽ từ nguồn O truyền đến đỉnh M cách O một khoảng là x. X thì nó sẽ bằng v nhân delta t. Với v là tốc độ truyền sóng thì nó làm sao một phần tử m hoặc n sẽ dao động theo. Do đó dao động tại điểm n với m sẽ muộn hơn hoặc sớm hơn dao động tại O một khoảng thời gian delta t. Nên dao động tại m và n vào thời điểm t giống như dao động tại điểm O vào thời điểm t1 sẽ bằng t cộng trừ với delta t. Vì thế thì phương trình dao động tại m hoặc n sẽ là um thì nó sẽ bằng là a cos omega thừa số t trừ delta t, hoặc là un sẽ bằng a cos omega t thừa omega thừa số t cộng delta t. Như vậy thì dấu cộng hay dấu trừ thì nó còn phụ thuộc vào sóng truyền từ điểm nào tới điểm nào. Thì ở đây chúng ta nhận thấy là nếu như mà điểm mà cần viết phương trình sóng mà nó nằm trước nguồn thì chúng ta lấy dấu cộng, còn nếu như mà điểm n mà nó nằm sau nguồn thì chúng ta lấy dấu trừ. Thì như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta sẽ có được cái phương trình tổng quát của phương trình truyền sóng sẽ là um ở thời điểm t sẽ bằng a cos 2 pi thừa số t lớn chia t nhỏ chia t lớn trừ x chia lambda. Chúng ta có thể viết được là cộng x chia lambda với điều kiện là cái điểm mà chúng ta cần viết nó phải nằm trước nguồn sóng truyền trước điểm m và bắt đầu mới tới nguồn. Như vậy thì phương trình ở trên thì người ta gọi là phương trình truyền sóng của một sóng hình sin theo trục OX, thì nó cho biết ly độ U của phần tử có tọa độ X vào thời điểm T. Thì phương trình ở trên nó là một hàm tuần hoàn theo thời gian và mà là một hàm vừa tuần hoàn theo không gian. Như vậy thì cứ sau mỗi chu kỳ T thì dao động tại một điểm trên trục X lại lặp lại như trước, và cách nhau một bước sóng lambda trên trục X thì dao động tại các điểm giống hệt nhau, tức là nó đồng pha với nhau. Gọi delta phi là bằng 2 pi d chia lambda, với d thì nó sẽ bằng là chỉ tuyệt đối của d1 trên d2. Thì người ta gọi đó là độ đệt pha của hai dao động tại hai điểm là cách nguồn sóng. Nếu hai điểm đó nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d thì độ đệt pha delta phi sẽ bằng 2 pi d chia lambda. Nếu như mà cái độ đệt pha mình bằng số chẵn lần pi, có nghĩa là 2 k pi, thì hai dao động là hai dao động cùng pha, khi đó thì khoảng cách sẽ bằng d sẽ bằng k lambda. Thì khi mà d bằng k lambda thì giá trị nhỏ nhất của k trong lúc trường hợp này sẽ là bằng 1, khi đó thì d min sẽ bằng lambda. Vậy thì từ đây chúng ta có thể định nghĩa được bước sóng như sau. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động cùng pha với nhau. Trong trường hợp ngược pha thì delta phi sẽ bằng là số lẻ lần pi, tức là 2k cộng 1 thừa số pi. Khi đó thì khoảng cách d sẽ bằng k cộng 1 phần 2 lambda. Thì k cộng 1 phần 2 lambda thì chúng ta có thể quy đồng mẫu lên, thì nó sẽ bằng là 2k cộng 1 thừa số lambda trên 2.
Như vậy thì trong trường hợp này giá trị k nhỏ nhất sẽ bằng 0, khi đó thì d min sẽ bằng là lambda trên 2. Thì ở đây chúng ta có thể định nghĩa là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha với nhau là bằng nửa bước sóng. Nội dung về dao thoa sóng, trong phần này thì các em chú ý về điều kiện dao động cực đại và cực tiểu của dao thoa. Thì chúng ta thấy là ứng với mỗi nguồn sóng thì có những đường tròn đồng tâm khác nhau. Như vậy thì nếu mà chúng ta có hai cái nguồn sóng thì sẽ có hai cái vòng tròn đồng tâm nó cùng hòa quyện vào nhau. Như vậy thì mỗi nguồn sóng phát ra một sóng có gợn sóng là những đường tròn giống hệt khi không có các nguồn sóng khác bên cạnh. Những đường tròn nét liền thì miêu tả là đỉnh sóng, còn những đường tròn nét đứt thì miêu tả hõm sóng tại thời điểm T nào đó. Ở trong miền hai sóng gặp nhau đó thì có những điểm đứng yên do hai sóng gặp nhau đó triệt tiêu nhau, có những điểm dao động rất mạnh do hai sóng gặp nhau ở đó tăng cường lẫn nhau. Thì hình vẽ thì cho thấy những điểm đứng yên hợp thành những đường hy vẹt bon nét đứt, và những điểm dao động rất mạnh đó thì hợp thành đường hy vẹt bon nét liền. Ánh sáng truyền qua những điểm đứng yên không bị tán xạ nên cho ảnh là những đường hy vẹt bon sáng, còn ánh sáng truyền qua những điểm dao động mạnh thì bị tán xạ nên cho ảnh là những đường hy vẹt bon nhỏ và tối. Như vậy thì hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa của hai sóng. Các gợn sóng có hình đường hy vẹt bon thì gọi là các văn giao thoa. Thì mình giả sử mình gọi điểm M là một điểm trong vùng giao thoa đi, thì M lần lượt nó cách nguồn 1, nguồn 2 là D1 và D2. Thì chúng ta sẽ có là điều kiện để biên độ dao động cực đại thì D1, D2 sẽ bằng K lambda. Còn mà biên độ dao động cực tiểu thì chúng ta sẽ có điều kiện là D1, D2 bằng K cộng 0,5 lambda, hay là 2K cộng 1 thừa số lambda trên 2. Thì đối với biên độ dao động cực đại thì chúng ta nhận thấy là những điểm mà tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nguyên lần bước sóng, với K của mình là 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2. Còn biên độ dao động cực tiểu là những điểm tại đó dao động biên độ cực tiểu là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới bằng một số nửa nguyên lần nửa bước sóng, thì chúng ta sẽ có K bằng 0 cộng trừ 1 cộng 2. Như vậy thì chúng ta lưu ý giữa cái biên độ dao động cực đại và biên độ dao động cực tiểu á, thì nó khác nhau ở chỗ là đối với biên độ dao động cực đại là một số nguyên lần bước sóng, còn đối với dao động cực tiểu là bằng số bán nguyên lần bước sóng. Mà số bán nguyên thì chúng ta có thể khai triển là bằng là 2K cộng 1 trong 3 trên 2. 2K cộng 1 chính là số lẻ. Như vậy chúng ta có thể kết luận lại là bằng số lẻ lần nửa bước sóng thì điểm đó dao động với biên độ là cực tiểu. Để có các văn giao thoa ổn định trên mặt nước thì hai nguồn sóng phải là hai nguồn kết hợp, mà hai nguồn kết hợp là hai nguồn mà có cùng phương, cùng chu kỳ hay tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. Hai nguồn như vậy gọi là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra thì gọi là hai sóng kết hợp. Trong thí nghiệm ở hình trên thì chúng ta thấy là hai nguồn thì là đồng bộ, đó là hai nguồn kết hợp có cùng pha. Hiện tượng giao thoa là một hiện tượng đặc trưng của sóng, tức là mọi quá trình sóng đều có thể gây ra hiện tượng giao thoa. Ngược lại thì quá trình vật lý nào mà gây ra hiện tượng giao thoa thì cũng tất yếu, thì đó là một quá trình sóng. Nội dung tiếp theo là sóng dừng. Thì các em biết là chúng ta đã từng nghe một bạn nói một tiếng alo rất lớn phát ra từ một cái loa truyền thanh, thì chúng ta lại nghe một cái tiếng alo nữa, nó lại là vọng lại mà nhỏ hơn, vọng lại từ một ngôi nhà là cao tầng ở cách đó vài chục mét. Vậy thì tiếng thứ hai này là do sóng âm nó đã phản xạ trên tường ngôi nhà tới tai bạn, thì hiện tượng đó là hiện tượng phản xạ của sóng. Vậy thì phản xạ của sóng thì nó có hai cái phản xạ. Thứ nhất là phản xạ trên vật cản cố định và phản xạ trên vật cản tự do. Thì khi mà phản xạ trên vật cản cố định đó thì sóng phản xạ sẽ cùng tần số, cùng bước sóng và luôn luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ. Khi phản xạ trên vật cản tự do thì sóng phản xạ cùng tần số, cùng bước sóng và luôn luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ. Điều kiện để có sóng dừng thì chúng ta thấy là sóng dừng là kết quả, đó chính là kết quả hiện tượng giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ liên tục gặp nhau và giao thoa với nhau
vì chúng là sóng kết hợp. Kết quả là sóng dừng thì xuất hiện trên sợi dây, xuất hiện những điểm luôn luôn đứng yên và những điểm luôn luôn dao động với biên độ lớn nhất. Những điểm luôn luôn đứng yên thì là những nút, còn những điểm luôn luôn dao động với biên độ lớn nhất là những cái bụng. Như vậy thì sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng thì người ta gọi nó là sóng dừng. Sóng dừng thì chúng ta có hai điều kiện, đó là điều kiện đầu tiên đó là trường hợp hai đầu dây là cố định hai cái nút sóng. Trường hợp thứ hai là một đầu là nút, một đầu là bụng, có nghĩa là một đầu là cố định, một đầu là tự do. Vậy thì ứng với mỗi điều kiện thì chúng ta sẽ có điều kiện xảy ra sóng dừng là khác nhau. Đối với hai đầu là cố định hay là nút thì điều kiện sóng dừng của ta sẽ là L bằng K lambda trên 2. Như vậy thì điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định là chiều dài của sợi dây phải bằng một số nguyên lần nửa bước sóng, tức là L bằng K lambda trên 2, trong đó K là số nguyên. Thì chúng ta lưu ý K ở đây là bụng sóng, là bó sóng, là K. Nếu mà nút sóng thì chúng ta sẽ bằng là K cộng 1. Chẳng hạn như đề bài cho mình là 10 nút thì chúng ta dễ dàng là suy ra K sẽ bằng là 10-1 bằng 9. Trường hợp mà điều kiện một đầu là nút, một đầu là bụng, có nghĩa là một đầu cố định, đầu tự do, thì điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do là chiều dài của sợi dây phải bằng một số lẻ lần lambda trên 4. Thì L sẽ bằng 2K cộng 1 thừa số lambda trên 4, thì 2K cộng 1 chính là số lẻ. Lambda trên 4 chính là 1/4 của bước sóng. Chúng ta lưu ý là trong trường hợp này thì số bó sóng thì sẽ bằng K, còn bụng sóng với nút sóng sẽ bằng nhau và bằng là K cộng 1. Chẳng hạn như đề bài này người ta cho mình là 10 bụng sóng thì dễ dàng chúng ta tính được K sẽ bằng là 9 và số bụng sóng sẽ bằng luôn số nút. Phần cuối cùng của chương 2 sóng cơ đó là các đặc trưng vật lý và sinh lý của âm. Chúng ta biết là âm là gì? Thì hàng ngày thì luôn có những đủ loại âm, im tai cũng có, chói tai cũng có, và lọt vào tai chúng ta cũng có. Như vậy thì âm là gì, nó chuyển động như thế nào, quá trình truyền của nó thì ra sao, và phân biệt được các âm và tạp âm khác nhau dựa trên những đặc điểm gì? Thì đầu tiên đó là âm. Thì theo nghĩa hẹp, âm là những sóng truyền trong các môi trường khí lỏng rắn, khi đến tai sẽ làm cho màng nhĩ dao động, gây ra cảm giác âm, thì sóng này thì được gọi là sóng âm. Vì sao thì khái niệm sóng âm đã được mở rộng cho tất cả những sóng cơ, bất kể chúng có gây ra được cảm giác im hay không im. Như vậy thì sóng âm là những sóng cơ truyền trong các môi trường rắn lỏng khí. Như vậy thì tần số sóng âm cũng là tần số của âm. Thì một vật mà khi mà phát ra âm á, thì nó người ta gọi nó là một nguồn âm. Thì âm thì chúng ta phân loại gồm mà theo tần số thì gồm 3 loại, đó là âm nghe được, rồi dưới âm nghe được đó là hạ âm, và trên âm nghe được đó là siêu âm. Thì các phân loại âm này thì chúng ta dựa vào tần số. Như vậy thì từ 16 tới 20.000 thì là âm nghe được, và lớn hơn 20.000 thì người ta gọi là siêu âm, và dưới 16 hẹp thì người ta gọi nó là hạ âm. Như vậy thì âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 16 hẹp đến 20.000 hẹp. Những âm có tác dụng làm cho màng nhĩ trong tai ta dao động, gây ra cảm giác âm thì gọi là âm nghe được. Người ta còn dùng cái thuật ngữ âm thanh chỉ cho âm mà tai ta nghe được. Âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz thì tai người không nghe được, gọi là hạ âm. Tuy nhiên thì một số loài vật như voi, chim bồ câu lại nghe được hạ âm. Âm có tần số lớn hơn 20.000 Hz thì người ta gọi là siêu âm. Âm này cũng không nghe được. Một số loại như dơ, chó, cá heo thì có thể nghe được siêu âm. Các em lưu ý là môi trường truyền âm thì âm truyền được qua các chất rắn lỏng và khí. Âm sẽ hầu như không truyền qua được các chất xốp như bông len. Những chất đó người ta gọi là chất cách âm. Chúng thường được dùng để ốp vào tường và cửa các nhà hát hay là phòng ghi âm. Còn về tốc độ truyền âm thì được sắp xếp như sau: tốc độ truyền âm trong rắn lớn hơn lỏng và lớn hơn khí. Những âm có một tần số xác định, thường do các dụng cụ phát ra thì gọi là các nhạc âm. Những âm như tiếng búa đập, tiếng sấm, tiếng ồn ở đường phố, ở chợ không có một tần số xác định thì gọi là các tạp âm. Thì ta xét những đặc trưng vật lý tiêu biểu nhất của nhạc âm thì như sau, là bao gồm là
ba cái đại lượng đặc trưng của âm, đó là tần số, cường độ âm và mức cường độ âm. Cường độ âm là một đặc trưng quan trọng nhất của âm. Khi âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không đổi, tốc độ thay đổi, bước sóng của âm sẽ thay đổi. Đại lượng thứ hai nữa là đại lượng cường độ âm. Thì sóng âm lan đến đâu thì sẽ làm cho phần tử của môi trường ở đó dao động. Như vậy thì sóng âm mang theo năng lượng. Ta gọi cường độ âm Y tại một điểm là đại lượng đo bằng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian. Thì Y sẽ bằng B trên S, với cái S là diện tích của sóng âm truyền đi được cái dạng hình cầu đó, thì chúng ta sẽ có là Y sẽ bằng B chia cho 4pi R bình phương. Một đại lượng cuối cùng đó là mức cường độ âm. Để thiết lập một thang bậc về cường độ âm thì người ta đưa ra khái niệm mức cường độ âm. Như vậy thì đại lượng L bằng 10 log Y trên Y0 đơn vị decibel thì người ta gọi đó là mức cường độ âm. Y0 là người ta gọi là cường độ âm chuẩn thì sẽ bằng 10 nhân 14 trừ 12. Đơn vị của cường độ âm sẽ là watt trên mét vuông, còn đơn vị của mức cường độ âm sẽ là decibel hoặc là ben. Các em lưu ý là đơn vị thường sử dụng của mức cường độ âm là decibel. Chúng ta sẽ có là một ben sẽ bằng 10 decibel. Thì trong phần này thì mấy em lưu ý là chúng ta có âm cơ bản và hòa âm. Khi cho một dụng cụ phát ra một âm có tần số F0 thì nhạc cụ đó bao giờ cũng đồng thời phát ra một hòa âm có tần số là 2F0, 3F0, 4F0, có cường độ âm khác nhau. Âm có tần số F0 thì người ta gọi là âm cơ bản hay là hòa âm thứ nhất. Các âm có tần số 2F0, 3F0, 4F0 thì người ta gọi nó là hòa âm thứ hai, thứ ba và thứ tư. Vì chúng ta sẽ có công thức là Fn sẽ bằng là N nhân F0. Với F0 thì gọi là âm cơ bản, còn Fn là hòa âm từ N bằng 2 trở lên nha. Như vậy thì biên độ của các hòa âm lớn nhỏ nó không như nhau, nó tùy thuộc vào chính nhạc cụ đó. Tập hợp các hòa âm tạo thành phổ của nhạc âm nói trên. Phổ của một âm, chẳng hạn như âm la thì do các nhạc cụ phát khác nhau phát ra thì hoàn toàn khác nhau. Tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các hòa âm trong một nhạc âm thì người ta được gọi là đồ thị dao động của nhạc âm đó. Đồ thị dao động của một nhạc âm như âm la chẳng hạn thì do các nhạc cụ khác nhau phát ra thì hoàn toàn khác nhau. Như vậy thì chúng ta có thể nói là đặc trưng vật lý thứ ba của âm là đồ thị dao động của âm đó. Như vậy thì là cảm giác mà âm gây ra cho cơ quan thính giác không chỉ phụ thuộc vào các đặc trưng vật lý của âm mà còn phụ thuộc vào sinh lý của tai. Tai người phân biệt được các âm khác nhau nhờ ba đặc trưng sinh lý của âm, đó là độ cao, độ to và âm sắc. Độ cao, ai cũng biết rằng thì giọng nam sẽ trầm hơn giọng nữ, thì nốt đố sẽ cao hơn nốt đồ. Và cảm giác về sự trầm bổng của âm được mô tả bằng khái niệm độ cao của âm. Thực nghiệm cho thấy thì âm có tần số càng lớn thì chúng ta nghe càng cao, thì âm có tần số càng nhỏ thì nghe càng trầm. Như vậy thì độ cao của âm là một đặc trưng sinh lý của âm, nó gắn liền với tần số của âm. Về độ to của âm, độ to chỉ là một khái niệm nói về đặc trưng sinh lý của âm, nó gắn liền với đặc trưng vật lý là mức cường độ âm. Còn âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm, giúp ta phân biệt được âm do các nguồn khác nhau phát ra. Âm sắc có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm. Trong chương trình vật lý 11, chúng ta đã nghiên cứu dòng điện một chiều không đổi. Chúng ta đi tiếp tục một cái chương trình nữa, đó là chương số 3 dòng điện xoay chiều. Nó khác với cái vật lý 11 chúng ta học như thế nào. Thì với khi mà nghiên cứu về dòng điện xoay chiều đó, những đặc trưng tính chất cơ bản và những ứng dụng của dòng điện thì chúng ta liệu coi nó có giống với dòng điện một chiều hay không. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đại cương và dòng điện xoay chiều. Thì chúng ta thấy là dòng điện xoay chiều hình sin, thì gọi tắt là dòng điện xoay chiều, là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin. Vì nếu như mà chúng ta có biểu thức có hiệu điện thế xoay chiều thì U sẽ bằng U0 cos omega t cộng phi U. Còn mà nếu chúng ta có biểu thức của cường độ dòng điện thì chúng ta có Y bằng Y0 cos omega t cộng phi Y. Trong đó các giá trị U0, Y0 là các giá trị biên độ của các đại lượng tương ứng. Chẳng hạn như là U0 đó là biên độ của hiệu điện thế tức thời, thì U0 này gọi là hiệu điện thế cực đại. Y0 thì mình gọi là cường độ dòng điện là cực đại. Phi U, phi Y mình gọi là pha ban đầu. Phi U mình gọi là pha ban đầu của hiệu điện thế. Và phi Y mình gọi là pha ban đầu của cường độ dòng điện.
thì là mối quan hệ giữa omega, chu kỳ và tần số thì nó hoàn toàn giống như các nội dung trước. Đó là T sẽ bằng 2 pi trên omega và bằng 1 trên F. F thì bằng 1 trên T thì bằng omega trên 2 pi. Thì các em lưu ý là mối quan hệ giữa cái giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại được biểu diễn như sau. Giá trị hiệu dụng sẽ bằng giá trị cực đại chia cho căn 2. Chẳng hạn như cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều á, thì nó sẽ bằng Y sẽ bằng Y0 chia căn 2. Còn hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều á, thì nó U sẽ bằng U0 chia căn 2. Và sức điện động của dòng điện xoay chiều E sẽ bằng E0 chia cho căn 2. Như vậy thì dòng điện xoay chiều được hiểu là dòng điện có cường độ là hàm số sin hay cosin theo thời gian. Những đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều là bao gồm là các giá trị tức thời, các giá trị cực đại, các giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện của điện áp và tần số gốc, tần số, chu kỳ, pha và pha ban đầu. Khi tính toán đo lường, các đại lượng của mạch điện xoay chiều người ta chủ yếu tính toán đo các giá trị hiệu dụng. Người ta tạo ra dòng điện xoay chiều bằng máy phát điện xoay chiều. Máy này hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu các loại động mạch điện xoay chiều. Thì chúng ta nhận thấy là chúng ta có ba cái phần tử, đó là điện trở, cuộn dây thuận cảm và tụ điện. Thì trong bài này thì chúng ta nghiên cứu dòng điện xoay chiều xuất hiện trong một mạch điện mà khi giữa hai đầu của mạch điện có tác dụng một điện áp xoay chiều. Thì đối với động mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần R thì chúng ta thấy là biểu thức của định lực ôm Y sẽ bằng UR trên R. Thì UR sẽ cùng pha với Y. Thì cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở có giá trị bằng thương số giữa điện áp hiệu dụng và điện trở của mạch. Thì pháp biểu này thì nó gọi là định lực ôm đối với mạch điện xoay chiều thuần điện trở. Cường độ tức thời trong mạch sẽ cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu mạch. Đối với mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện đó, thì chúng ta lưu ý là biểu thức của định lực ôm á thì nó sẽ bằng Y sẽ bằng UC chia cho là ZC. Trong đó thì cái là ZC người ta gọi nó là dung kháng, thì ZC sẽ bằng 1 trên omega C, mà omega thì bằng 2 pi FC. Chúng ta lưu ý là trong đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì điện áp giữa hai đầu mạch sẽ chậm pha hơn dòng điện một góc là pi trên 2. Như vậy thì cường độ hiệu dụng trong mạch chỉ chứa tụ điện thì có giá trị bằng thương số của điện áp giữa hai đầu mạch và dung kháng của mạch. Ý nghĩa của là dung kháng này thì nó cũng tương tự như điện trở. Dung kháng thì ZC sẽ bằng 1 trên omega C, là đại lượng biểu hiện sự cản trở của dòng điện xoay chiều của tụ điện. Nếu C càng lớn thì ZC càng nhỏ và dòng điện xoay chiều bị cản trở ít đi. Nếu tần số gốc càng lớn thì ZC càng nhỏ, dòng điện xoay chiều bị cản trở ít. Thì mình nói cách khác có nghĩa là dòng điện xoay chiều có tần số cao chuyển qua mạch tụ điện sẽ dễ dàng hơn dòng điện xoay chiều có tần số thấp. Ngoài ra thì dung kháng cũng có tác dụng làm cho Y sớm pha pi trên 2 so với U. Nếu mà động mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần L thì chúng ta lưu ý là cuộn cảm thuần là cuộn cảm có điện trở không đáng kể. Khi dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn cảm thì sẽ gây ra hiện tượng là tự cảm. Thì mà khi khảo sát mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần đó thì chúng ta lưu ý là trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần thì cường độ hiệu dụng có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng và cảm kháng của mạch. Cảm kháng ở đây là ZL, thì ZL sẽ bằng omega L, omega thì bằng 2BF. Từ đó ZL sẽ bằng 2BFL. Như vậy thì trong mạch điện xoay chiều có một cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện sẽ chảy pha hơn pi trên 2 so với điện áp, hoặc ta nói là điện áp sớm pha pi trên 2 so với cường độ dòng điện. Thì ý nghĩa của cảm kháng thì cảm kháng có vai trò tương tự như điện trở, thì nó đặc trưng cho tính cản trở của dòng điện xoay chiều của cuộn cảm. Ta thấy là khi L lớn thì omega lớn thì sách L lớn. Vậy cuộn cảm L lớn sẽ cản trở nhiều đối với dòng điện xoay chiều, nhất là dòng điện xoay chiều cao tầng. Ngoài ra thì cảm kháng thuần có tác dụng là làm cho Y chảy pha pi trên 2 so với U. Chúng ta lưu ý rằng là cơ chế tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều của R và của L là khác hẳn nhau. Trong khi điện trở thì làm yếu dòng điện do hiệu ứng Joule, thì cuộn cảm làm yếu dòng điện thì do định lực Lenzer về cảm ứng điện từ. Từ đó thì chúng ta có dẫn đồ là vector của động mạch chỉ chứa R, L và C. Thì dựa vào dẫn đồ vector này ta thấy là UR thì cùng pha với Y, thì UL sẽ sớm pha hơn Y một góc Y trên 2, và UC thì sẽ chảy pha hơn Y một góc là V trên 2.
Đối với một mạch điện xoay chiều gồm cả 3 phần tử RLC mắc nối tiếp thì chúng ta lưu ý về cái định luật điện áp tức thời. Có nghĩa là trong mạch điện xoay chiều gồm nhiều động mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đoạn mạch đó. Có nghĩa là U sẽ bằng UR cộng UL cộng UC, tất cả đều là điện áp tức thời hết. Thì để khảo sát các mạch RLC mắc nối tiếp đó, người ta sẽ sử dụng là phương pháp dẫn đồ là Riemann. Trong cái phương pháp dẫn đồ Riemann này thì chúng ta đã được học trên lớp rồi. Thì chúng ta sẽ đi đến cái là kết luận của cái phần này. Đầu tiên đó là phần tổng trở của mạch điện. Thì tổng trở cái hiệu là Z thì sẽ bằng căn của R bình phương cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Và chúng ta lưu ý một cái định luật ôm quan trọng cho cái phần mạch RLC mắc nối tiếp, đó là cường độ hiệu dụng trong một đoạn mạch điện xoay chiều có RLC mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số của điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch. Thì chúng ta có là Y thì bằng U trên Z. Nếu chúng ta viết UR thì phải chia cho R, UL thì phải chia cho ZL và UC thì phải chia cho ZC. Tương tự như vậy thì Y0 thì sẽ bằng U0 trên Z bằng U0R trên R, U0L trên ZL và U0C chia cho ZC. Thì trong phần này thì công thức tính độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện như sau: tăng phi sẽ bằng ZL trừ ZC chia R, hoặc là bằng UL trừ UC trên UR, hoặc là bằng UL0 trừ UC0 chia cho UR. Không. Thì các U0L, U0C, U0R là các điện áp là cực đại. Từ cái công thức độ lệch pha này chúng ta lưu ý là phi thì độ lệch pha của U đối với Y, có nghĩa là phi sẽ bằng phi U trừ cho phi Y. Nếu ZL mà lớn hơn ZC thì phi lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là điện áp U sớm pha hơn so với dòng điện Y một gốc phi. Nếu rồi ZL mà bé hơn ZC thì phi bé hơn 0 thì điện áp U sẽ chảy pha hơn dòng điện Y một gốc phi. Như vậy thì chúng ta tóm lại là nếu như mà mạch có tính cảm kháng, điều đó có nghĩa là ZL sẽ lớn hơn ZC, và mạch có tính dung kháng, điều đó có nghĩa là ZL sẽ bé hơn ZC. Biểu thức tính công suất thì chúng ta có các biểu thức như sau. Nếu như mà thầy gọi cái biểu thức điện áp U bằng U0 cos omega t cộng phi U, Y thì bằng Y0 cos omega t cộng phi Y, khi đó thì công suất B sẽ bằng là UI nhân cos phi, với phi sẽ bằng phi U trừ cho phi Y. Ngoài ra thì chúng ta còn sử dụng công thức tính công suất là B bằng RI bình phương. Bởi vì công suất thì tỏa nhiệt trên tiêu thụ trên là điện trở, nên ta có là B bằng RI bình. Ngoài ra thì chúng ta có các công thức dẫn sức của công suất như sau: B bằng RI bình phương bằng R thì bằng UR, Y thì bằng UR trên R, từ đó mình có là UR nhân Y, hoặc là bằng U bình R trên Z bình, hoặc là U bình trên R nhân cos bình phương phi. Ta lưu ý là trong mạch RLC thì L thuần cảm thì chỉ có R là tiêu thụ công suất thôi. Khi đó công suất trên cuộn dây thuần cảm và trên tụ điện là sẽ bằng 0. Hệ số công suất thì chúng ta có biểu thức của hệ số công suất như sau. Thì cái phần là cos phi người ta gọi nó là hệ số công suất. Trong cái công thức công suất B bằng UI nhân cos phi thì cos phi sẽ là hệ số công suất. Như vậy thì là cos phi của mình sẽ lớn bằng 0 và bé hơn bằng 1. Thì cos phi được tính theo bằng R trên Z bằng UR trên U. Có thể là bằng U0R trên cho U0, hoặc là bằng B trên cho UI. Thì nếu đoạn mạch chứa R thì cos phi bằng 1, đoạn mạch chứa cuộn dây thuần L hoặc chỉ chứa C thì cos phi sẽ bằng 0. Thì tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng thì chúng ta lưu ý là một nhà máy công nghiệp được cung cấp điện năng để chạy các động cơ máy móc sản xuất đó, thì khi vận hành ổn định thì công suất trung bình được giữ không đổi. Thì trong các động cơ điện của nhà máy bao giờ cũng có các cuộn dây, do đó cường độ Y nói chung thì sẽ bị lệch pha so với điện áp U đó. Do đó công suất tiêu thụ trung bình của các thiết bị điện trong nhà máy á, thì B bằng UI cos phi á, thì cos phi sẽ là lớn hơn 0. Mặt khác thì Y thì bằng B trên U nhân cos phi, được dẫn từ nhà máy điện qua các đường dây là tải điện. Nếu R điện trở của đường dây là tải điện, B là công suất hao phí, thì mình có là B hao phí sẽ bằng RI bình phương. Nếu hệ số công suất nhỏ thì công suất hao phí sẽ lớn, kết quả đó ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty điện lực.
Vì vậy mà cơ sở tiêu thụ điện năng phải bố trí các bạch điện sao cho hệ số công suất có phi lớn, nghĩa là phi nhỏ. Do đó người ta thường quy định hệ số là có phi trong các cơ sở sử dụng điện năng phải lớn hơn một giá trị tối thiểu nào đó. Từ đó thì chúng ta thấy là khi mà hệ số công suất mà bằng 1 á, thì mạch sẽ ra hiện tượng là cộng hưởng. Khi mà mạch sẽ ra hiện tượng cộng hưởng thì chúng ta có là sách L bằng ZC. Từ đây chúng ta sẽ có được omega bình LC sẽ bằng 1. Khai triển omega ra thì chúng ta sẽ có là 4 pi bình F bình nhân LC sẽ bằng 1. Thì dựa vào đây thì chúng ta có các hệ quả như sau. Khi mà có phi bằng 1 á, thì R trên Z bằng 1, khi đó Z sẽ bằng R. Điều đó có nghĩa là tổng trở của mình sẽ đạt giá trị nhỏ nhất. Mà khi mà tổng trở đạt giá trị nhỏ nhất thì cường độ của mình sẽ đạt giá trị là cực đại. Imax sẽ bằng U trên R. Rồi khi đó thì công suất tiêu thụ Bmax cũng đạt giá trị cực đại sẽ bằng U bình trên R. Rồi khi mà mạch sẽ ra hiện tượng cộng hưởng thì UI sẽ là cùng pha, khi đó thì UR sẽ bằng Y nhân R. Và URmax chính là U hai đầu động mạch. Nội dung các loại máy điện. Trong phần này chúng ta có là máy biến áp, máy phát điện xoay chiều. Thì phân phối và truyền tải điện năng là một bài toán cực kỳ quan trọng đối với mọi quốc gia. Trong bài toán đó, một vấn đề đặt ra là chúng ta phải làm giảm tối đa hao phí điện năng trên đường dây tải điện. Thì mà các là giải pháp để làm giảm hao phí thì chúng ta có rất là nhiều là giải pháp. Nhưng mà một cái giải pháp tối ưu nhất đó là chúng ta phải tăng điện áp trước khi truyền tải. Như vậy thì trong quá trình truyền tải điện năng từ nhà máy điện đi xa, lúc đưa điện năng lên đường dây truyền tải thì chúng ta phải tìm cách tăng điện áp lên. Rồi khi tới nơi tiêu thụ để đảm bảo an toàn cho sử dụng điện, người ta phải giảm điện áp xuống. Thì nói cách khác thì trong quá trình truyền tải điện năng, chúng ta phải sử dụng những thiết bị biến đổi điện áp. Thiết bị này gồm có là thiết bị tăng áp trước khi truyền tải và một thiết bị giảm áp sau khi tới nơi tiêu thụ. Vậy thì thiết bị tăng áp, giảm áp đó người ta gọi nó là máy biến áp. Như vậy thì máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều để làm giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện. Thì máy biến áp thì được cấu tạo bởi cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp, ở giữa là lõi biến áp. Bộ phận chính của máy biến áp là một khung bằng sắt non có pha silicon gọi là lõi biến áp. Cuộn dây N1 thì người ta gọi nó là cuộn sơ cấp. Nói với nhà máy điện, nói với nơi truyền tải điện. Cuộn dây thứ hai N2 người ta gọi nó là cuộn thứ cấp, nói với tải tiêu thụ nơi sử dụng điện. Thì ở chế độ là không tải thì chúng ta có công thức máy biến áp như sau: N2 chia N1 sẽ bằng U2 trên U1. Ở chế độ có tải thì chúng ta sẽ có công thức là U1 trên U2 sẽ bằng N1 trên N2 và bằng I2 chia I1. Như vậy thì tỷ số các điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp luôn luôn bằng tỷ số các vòng dây của hai cuộn đó. Nếu N2 chia N1 mà lớn hơn 1 thì người ta gọi đó là máy tăng áp. Nếu N2 chia N1 lớn hơn 1 ta gọi là máy hạ áp. Đối với các máy biến áp lý tưởng thì tỷ số điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp thì bằng tỷ số N2 chia N1. Tỷ số các cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp và sơ cấp thì bằng nghịch đảo của tỷ số là N2 chia cho N1. Thì ứng dụng của máy biến áp thì chúng ta sử dụng trong việc truyền tải điện năng và nấu chảy kim loại, hàn điện. Đối với máy phát điện xoay chiều thì chúng ta có máy phát điện xoay chiều 1 pha và máy phát điện xoay chiều 3 pha. Máy phát điện xoay chiều 1 pha thì được cấu tạo gồm phần cảm và phần ứng. Phần cảm thì tạo ra một từ trường bằng các nam châm quay, thì người ta gọi đó là rotor. Phần ứng thì tạo ra dòng điện thì gồm các cuộn dây giống nhau cố định trên một vòng tròn, người ta gọi là stator. Khi đó phần ứng gọi là stator. Khi rotor quay thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stator biến thiên tuần hoàn với tần số là F bằng N nhân B. Thì là kết quả xuất hiện trong đó một sức điện động xoay chiều hình sin cùng tần số F. Các cuộn dây được nối với nhau sao cho các sức điện động trong cuộn dây luôn cùng chiều, do đó luôn cộng lại được với nhau. Vậy thì tần số thì F sẽ bằng N nhân B, với N là số vòng dây, còn số vòng dây quay, còn B là số cặp cực.
F là tần số. Nếu như mà chúng ta tính là số vòng trên phút thì chúng ta sẽ có công thức là F sẽ bằng NB chia cho 60. Máy phát điện sẽ chiều 3 pha thì là cấu tạo. Thì máy phát điện 3 pha là máy tạo ra 3 sức điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau một góc là 2π/3, có nghĩa là 120 độ từng đôi một. Thì biểu thức của sức điện động trong ba con dây tương ứng với nhau là E1 thì bằng E0 cos omega t, E2 thì bằng E0 cos omega t trừ 2π/3 và E3 thì bằng E0 cos omega t cộng 2π/3. Thì máy phát điện xoay chiều 3 pha thì nó sẽ tạo ra dòng 3 pha. Dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều 3 pha phát ra là dòng 3 pha. Những ưu việt của dòng 3 pha thì ngày nay thì dòng 3 pha được sử dụng rộng rãi vì nó có nhiều ưu việt. Thứ nhất là truyền tải điện năng đi xa bằng dòng 3 pha, tiết kiệm được dây dẫn so với truyền tải bằng dòng 1 pha. Cung cấp điện cho các động cơ 3 pha dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp.